Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết Tổng thống Donald Trump đã trình bày về chính sách cải cách thuế vụ. Vào ngày 11 tháng 10, Tổng thống Donald Trump đã tới căn cứ vệ binh quốc gia Harrisburg thuộc tiểu bang Pennsylvania để trình bày tổng quát về chính sách cải cách thuế vụ mà đảng Cộng hòa vừa đề ra và đang vận động người dân ủng hộ. Tổng thống cho rằng cách tính thuế mới sẽ có lợi cho giai cấp trung lưu. Ông cũng khẳng định mạnh mẽ với cử tọa là các chính sách mới sẽ khuyến khích các đại công ty đem tiền lời từ việc làm ăn ở ngoại quốc về đầu tư lại trong nước, làm lợi cho những người làm công ăn lương bình thường ở Hoa Kỳ. Donald Trump cho cử tọa biết theo tính toán của Hội đồng Cố vấn về Kinh tế của ông thì các chính sách thuế mới khi được thực hiện cộng với việc giảm mức đánh thuế sẽ có tác dụng giống như là tăng lương cho mỗi gia đình người Hoa Kỳ thêm 4.000 Mỹ Kim và còn có thể hơn nữa để tiêu xài theo ý mình. Tổng thống Donald Trump còn nói thêm rằng đảng Cộng hòa sẽ nỗ lực để cho các chính sách cải cách thuế được chấp thuận và hy vọng sẽ được đồng thuận của một vài đảng viên dân chủ. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump nêu ý kiến về quốc phòng và Bắc Hàn. Cách thức đối phó khi Bắc Hàn liên tiếp đe dọa tấn công bằng vũ khí nguyên tử đã trở thành một trong những vấn đề đối ngoại phức tạp nhất của Hoa Kỳ, gây chia rẽ và làm cho Tổng thống Donald Trump và các cố vấn bất đồng ý kiến. Vào ngày 11 tháng 10, Tổng thống Trump khẳng định rằng người quyết định các đối sách sau cùng sẽ chính là ông chứ không phải là ai khác. Ông cho biết đã từng thúc giục Ngoại trưởng Rex Tillerson không nên tiếp tục hy vọng vào một giải pháp hòa bình đối với Bắc Hàn. Tuy nhiên, ông cũng phủ nhận một nguồn tin của đài NBC cho rằng ông muốn gia tăng năng lực vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ lên hơn trước hàng chục lần. Tổng thống Donald Trump cho rằng ông chỉ muốn duy trì năng lượng nguyên tử của Hoa Kỳ ở mức tốt nhất và ông hài lòng với năng lực của Hoa Kỳ hiện nay. Thật ra, nếu muốn gia tăng năng lực vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ thì phải được Quốc hội phê chuẩn và còn bị ràng buộc bởi các hiệp ước đã ký với các nước khác. Ghi danh vào Obamacare năm nay sẽ khó khăn hơn trước. Thưa quý vị, quỹ nghiên cứu độc lập Kaiser Family Foundation vừa đưa ra bản tường trình cho biết có tới 8 trên 10 tổ chức chuyên giúp đỡ cho những người muốn ghi danh vào Obamacare cho hay rằng việc ghi danh năm nay sẽ khó khăn hơn nhiều vì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm ngân sách liên bang dành cho chương trình này. Con số cắt giảm được chính quyền đưa ra vào tháng 8 là 41% so với trước. Các nhóm làm việc ghi danh Obamacare cho biết họ chỉ nhận được 37 triệu Mỹ Kim cho mùa ghi danh của năm nay, kéo dài từ ngày 1 tháng 11 tới ngày 15 tháng 12, và còn số tiền chi cho quảng cáo Obamacare đã bị giảm tới 90%. Việc ghi danh còn khó khăn hơn vì trang web ghi danh Obamacare bị tạm ngưng hoạt động để bảo dưỡng nhiều lần hơn vào những năm trước. Người ủng hộ cho Obamacare cho rằng các biện pháp này sẽ khiến cho số người ghi danh bị giảm sút. Kết quả nghiên cứu của Kaiser Family Foundation cho biết, dù bị cắt giảm ngân sách nhưng các nhóm trợ giúp vẫn tiếp tục hoạt động trong năm 2018, cho dù hầu như là tất cả phải bớt người, cắt bớt quảng cáo và các chương trình tiếp cận người muốn ghi danh. 10.5 triệu Mỹ Kim quyên góp cho các nạn nhân vụ nổ súng tại Las Vegas. Trong vòng 8 ngày sau vụ nổ súng ngày 1 tháng 10 tại Las Vegas, đã có 85.000 người quyên góp được 10.5 triệu Mỹ Kim ủng hộ cho gia đình của 58 nạn nhân đã bị thiệt mạng và gần 500 người bị thương. Thưa quý vị, có hai người, một là luật sư chuyên về bồi thường cho các nạn nhân và một là chuyên gia về quản trị tiền quyên góp đã đứng ra điều hành việc phân chia số tiền đã quyên góp được. Hai người cho biết họ sẽ làm việc thật thận trọng để cách phân chia được tán thành rồi sau đó đưa tiền tới tận nơi nhanh chóng nhất. Cách thức thường làm là định ra trước một số tiền dành cho gia đình của những người thiệt mạng và sau đó là căn cứ vào thời gian phải điều trị trong bệnh viện để ấn định số tiền mà mỗi người bị thương được nhận. Một vấn đề thường được đặt ra là làm sao để bù đắp cho công bằng thiệt hại về nhân mạng. Hai chuyên gia cho biết cách thông thường là ấn định một số tiền trợ giúp như nhau cho mỗi nạn nhân, không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh cá nhân. Để hoàn thành nhiệm vụ, hai chuyên gia cho biết cần được sự trợ giúp của các quan chức chính quyền, những người sống lân cận và gia đình của các nạn nhân. Ông Steve Bannon cho rằng Tổng thống Donald Trump chỉ có 30% cơ hội làm hết nhiệm kỳ. Tờ báo Vanity Fair vừa đăng một bài cho biết, ông Steve Bannon nguyên là một chiến lược gia hàng đầu của phụ Tổng thống, đã bí mật thừa nhận rằng theo ông thì Tổng thống Donald Trump chỉ có 30% cơ hội được làm hết nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên. Hai nguồn tin thông thạo về cuộc trò chuyện của ông Steve Bannon với báo Vanity Fair cho đài CNN biết, ông Steve Bannon từng cảnh cáo Tổng thống Donald Trump rằng điều có thể ngăn cản Donald Trump hoàn thành nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên chính là tu chính án hiến pháp thứ 25. Tu chính án thứ 25 quy định một hệ thống các thể thức khi cần phải đưa người thay thế một Tổng thống hay là một Phó Tổng thống Hoa Kỳ trong trường hợp họ qua đời, phải từ chức, bị bãi chức hay là bị tước quyền vì không đủ tư cách và năng lực.
Đài CNN cho biết vẫn chưa thể xác thực lời nói của ông Steve Bannon và cũng chưa liên lạc được với ông này. Tù trên án hiến pháp thứ 25 đã được chấp thuận từ tháng 2 năm 1967. Thưa quý vị, thêm một thành viên chính phủ bị xem xét vì vi phạm các quy định về quan hệ khi đang tại chức. Thêm một người trong chính quyền Tổng thống Donald Trump bị cho là đã vi phạm các nguyên tắc đặt ra cho quan chức khi đang tại chức. Tổng trưởng Bộ Nội vụ Ryan Zink đang bị soi mói vì ông đã làm trái một đạo luật ngăn chặn không cho quan chức bị ảnh hưởng bởi các đảng phái chính trị. Được biết khi ông Zink đã từng tới Las Vegas gặp gỡ đội hockey Golden Knights mà chủ nhân của đội này là người từng đóng góp cho ông Zink khi tranh cử chức danh biểu. Ủy ban điều tra cho rằng hành động này có thể đã vi phạm luật Hatch ngăn cấm không cho các quan chức thuộc ngành hành pháp của liên bang được tham gia một số hoạt động chính trị. Đài CNN còn được tin nhiều chuyến đi khác của ông Zink có thể cũng đã phạm luật, chẳng hạn như chuyến đi quần đảo Virgin Island để hội họp theo chức trách, nhưng sau đó ông Zink còn tới nói chuyện tại một buổi gây quỹ cho đảng Cộng hòa có bán vé là 5.000 Mỹ Kim một người, hay là chuyến đi về quê tại tiểu bang Montana hồi tháng 5 để công tác, nhưng cuối ngày lại tới vận động tranh cử chức danh biểu cho ông Greg Gianforte. Có nguồn tin cho biết các chuyến công tác của ông Zink được sắp xếp sao cho ông có thể về thăm nhà thường xuyên. Tổng trưởng giáo dục DeVos đã thăm một trường học ở tại Oregon. Tổng trưởng giáo dục Bessie DeVos đã tới thăm một trường trung học công lập ở tiểu bang Oregon vào ngày 11 tháng 10 trong khuôn khổ chuyến đi thăm các trường học vùng Tây Bắc. Có vào khoảng 250 người đã biểu tình chống đối bà DeVos ngay trước trường học này, nhưng cũng có hơn 10 người khác tụ họp để ủng hộ. Một quý giả đã hỏi ý kiến bà Tổng trưởng giáo dục về mối quan tâm lớn nhất của nhà trường là ngân sách dành cho trường công lập sẽ bị cắt bớt và chuyển cho các trường công đặc biệt như là các trường charter được tự chủ hay là các trường chuyên biệt gọi là alternative school. Bà DeVos đã trả lời mơ hồ rằng giáo dục là đầu tư vào trẻ em nên cần phải chú tâm làm điều tốt nhất cho trẻ chứ không nên quan tâm tới hình thức, trường gì và ra sao. Dân biểu Suzanne Busnamisi của tiểu bang Oregon đã ra thông báo hoan nghênh Tổng trưởng DeVos tới thăm trường học, nhưng cũng nhắc nhở bà DeVos nên ra điều trần trước Quốc hội nhiều hơn để trình bày về các kế hoạch giáo dục. Dân biểu Busnamisi chỉ ra rằng bà DeVos nhậm chức 8 tháng trước đây nhưng chưa từng dự một cuộc họp nào của Ủy ban Giáo dục Hạ nghị viện. Thưa quý vị, cháy rừng tại vùng làm rượu ở California vẫn tiếp diễn. Tính tới ngày 12 tháng 10, các đám cháy rừng có biệt danh là Atlas vẫn còn hoành hành ở vùng chuyên làm rượu ở miền Bắc tiểu bang California, trở thành một trong những đám cháy dữ dội nhất trong lịch sử tiểu bang. Số người thiệt mạng đã lên tới 23 và hàng trăm người khác mất tích trong khi phải chạy di tản tránh hỏa hoạn. 3.500 cơ sở và nhà cửa bị thiêu hủy. Các đám cháy khởi sự từ tối Chủ nhật 8 tháng 10, rồi nhờ sức gió từ Thái Bình Dương thổi vào, lan tràn thành hơn 20 đám cháy khác nhau trải ra trên một vùng rộng hơn 68.000 ha. Tới ngày 12 tháng 10, gió lớn lại nổi lên trở lại làm cho các đám cháy dữ dội thêm nữa, gây nhiều khó khăn cho các lính cứu hỏa. Đợt gió mạnh tại vùng này có tên là Diablo cũng nóng dữ dội tương tự như gió Santa Ana ở miền Nam California. Cảnh sát hạt Sonoma cho biết tính tới tối ngày 11 tháng 10, vẫn còn khoảng 250 người bị mất tích, nhưng vẫn chưa biết họ thật sự đang gặp nạn hay cần được giải cứu, hay chỉ là người tản cư không kịp thông báo với nhà chức trách. Trong đêm đầu tiên đám cháy bùng phát, cảnh sát tuần tra công lộ của tiểu bang đã giải cứu được gần 50 người ở thị trấn Napa bị đám cháy đe dọa tính mạng. Nạn nhân của vụ bạo loạn tại Charlottesville kiện người theo chủ nghĩa tôn sùng người da trắng ra tòa. 11 người là nạn nhân trong vụ bạo loạn tại thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia vào tháng 8 vừa qua đã đưa đơn kiện những người theo chủ nghĩa tôn sùng người da trắng ra tòa án liên bang. Các nguyên cáo cho biết những người theo chủ nghĩa tôn sùng người da trắng vào lúc đó đã khủng bố cả một thành phố làm cho họ hoảng sợ và cho tới giờ vẫn còn bị ảnh hưởng về tinh thần. Đơn kiện đã nêu rõ tên 25 cá nhân và nhóm người được cho là có trách nhiệm trong vụ bạo loạn, trong đó có tên của hai ông Richard Spencer và Jason Kessler được cho là thủ lĩnh của cả nhóm gây bạo loạn này. Hai luật sư được mời để giúp cho vụ thư kiện là hai người nổi tiếng. Người thứ nhất là bà Karen Dunn, trước đây là luật sư phụ tá của tòa án liên bang tại tòa phía đông tiểu bang Virginia. Người thứ hai là bà Roberta Kaplan, là một trong những luật sư biện hộ thành công dẫn tới quyết định của tối cao pháp viện Hoa Kỳ lần đầu tiên công nhận hôn nhân của những người đồng tính. Chuyển sang phần tin thị trường chứng khoán. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa có kết quả như sau. Chỉ số Dow Jones kỷ nghệ hôm nay giảm 10.01 điểm, ngừng lại ở mức là 22.862.88 điểm. Chỉ số Nasdaq hôm nay giảm 0.61 điểm, ngừng lại ở mức là 6.603 điểm.
chỉ số S&P 500 hôm nay giảm 1.45 điểm, ngừng lại ở mức là 2.553.78 điểm. Phân lời công cổ phiếu 10 năm là 2.33%. Giá dầu thô trong ngày hôm nay là 50 đồng 59 sen, sẽ giảm đi 77 sen trong một thùng dầu thô. Giá vàng thỏa kỳ ngày hôm nay là 1.297.20 sen trong một ounce, đã tăng 5 sen trong một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 36.540.000 đồng một lượng, bán ra là 36.610.000 đồng một lượng. Và cũng tại Việt Nam, một đô la ngày hôm nay đổi được 22.760 đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán như thường lệ đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.